หลายท่านปองSông Như Ý từ bắt đầu từ mũi cầu Ngoại Thanh Tòng à mọi người sẽ đưa mọi người đi thăm cái đường làm ở đây à, thì tại khu vực này là khu vực Ông Thanh Tòng à Thị Thanh Thành phố Huế thì đi một đoạn nữa sẽ chúng ta sẽ qua làng Vân Thế và có nhiều anh chị cũng có nhận niềm vui có cơ hội đi về vùng miền này thì ngang qua làng Vân Thế để cho quý anh chị được đến thăm và thì cũng đến đây cũng được mời quý cô chú anh chị toàn thể mọi người cùng thăm hệ yên vui trên các tuyến đường làng nha. Và đây là dọc theo con sông Như Ý và đường dây đi thẳng thì sẽ lên đường chờ ra lấy chặn chờ sáng rồi đó mọi người à, và cũng là ở đây thì có 2-3 cái làng Vân Thế, có thể là Vân Thế Nam, Vân Thế Bắc, Vân Thế Trung. Ừ, đây qua cái cầu Thống Nhất chúng ta sẽ đi lên hướng Cánh Đồng đó là hướng đi lên tỉnh lộ 10 đây mọi người, thì sẽ ngang qua khu người ở Đông đó là cũng là một cái làng gọi là Vân Thế, đây gọi là Vân Thế Đập. Nhưng tôi cũng vừa biết và được nghe người dân nói thôi, thì tôi cũng chưa tìm hiểu kỹ lắm. Mọi người cùng với tôi đi thăm nha. À, tại đây thì có cánh đồng cũng có chỗ rồi. Hồ này là hồ thu đông đây mọi người. À, thì trong vụ này thì Huế là các tỉnh miền Trung thì cũng bắt đầu vào mùa mưa à, cho nên cái vụ nếu mà nói về vụ lúa vụ mùa thì bà con ở trên Huế thì trên các làng quê thì được làm những vụ để thấy là hai vụ mùa là mùa đông xuân rồi đầu hè thu à đấy là vụ hè thu mọi người à, còn qua thu đông thì cái vụ đó sẽ không có vì miền Trung thì bắt đầu vào mùa mưa, mưa gió rồi thì không thể làm ruộng được. À thì em vừa để hình thấy địa bàn thành phố Huế trên các vùng quê thì người ta làm có hai vụ thôi, à, vụ đông xuân và vụ hè thu. Vụ này thì ngang thường thường là ngang rằm trung thu là người ta đã thu hoạch có nơi xong rồi mà cũng có nơi bắt đầu thu hoạch. À thì vừa qua thì đã để ngồi hỏi lại chị nó cho chị ở đây làm gì nha. Chị ơi,
Cho em hỏi đấy là làng chi đấy gì hả? Vững thế đập là gì hả? À dạ. Dì đi lượm phải trái à? Nặng quá hả? Cảm ơn dì nha. À, vững thế đập. Chính xác mà vững thế đập đấy mọi người. Đó, thấy cái con lại cứ hướng ngược lại mà ngay cái mũi cầu Thống Nhất em vừa đi qua đó thì là chúng ta cũng lên vững thế Nam, vững thế Đông Bắc rồi chi đó. Thì em vô tình có làm clip ngược dòng như ý. Thì mọi người có thể vào đó để thăm lại nha, xem lại. À, ngang qua đây có một cái cánh đồng hoa mà bây giờ qua hè thu thì hư hết cả rồi mọi người, có thể là mùa Tết. À, thì người ta làm để khách du lịch và người yêu thích thiên nhiên thì về đây, tại Huế về đây để selfie gọi là ghi hình đó, sống ảo. Đây ngang qua chúng ta ngang có một cái đập nước nơi mà đưa nước vào các cánh đồng. À, cái khu vực này bắt đầu dân cư sống trên này nhiều hơn mọi người. Con đoàn mà chúng ta vừa đi qua đó thì cánh đồng. À, đây chính là vẫn thấy đập. Tên làng, tên thôn xóm rất là hay đúng không mọi người? Nghe là Vân Thế rồi là Già Lê, rất là nhiều cái tên rất là thú vị. À, ngang qua những cái khu vườn được nhà của bà con và trồng và có cây ăn quả. Vườn trồng cây cảnh bên cạnh dòng sông đi Tây Lan và một cái nhánh sông của sông Như Ý. À, khu vực này thì là tàu đông dần lên. Nhiều công trình đang xây dựng mới. Đó, rồi thì cũng khang trang lừng lẫy nữa mọi người. Đó, bên này thì bê tông hóa đang lấy rồi. Đường này cũng 3-4 mét rồi. Đây như cũng thuộc xã Thủy Thanh đó mọi người. Cái khu vực cầu ngõi thì rất là rộng của Thủy Thanh. Trong đó chắc có lẽ là có làng Vân Thế đập này cũng đang thuộc xã Thủy Thanh. À, đường này thì trong có nhiều đặc điểm như là thờ đình miếu. À, đường này cũng ít mọi người. Thì cái tuyến đường mà em vui đưa mọi người đi thì tập trước của ngược dòng như ý ấy, thì là ngang qua rất là nhiều cái cổng làng rồi nhiều cái đình miếu của bà con. À, như vậy là đến đây là chúng ta đã ra đến tỉnh lộ 10 rồi. À, thì cái làng vẫn thế đập thì cũng vòng vẹn đoạn đường thôi. À, có thể là vòng vo trong xóm nữa. À, và đây chúng ta lên ngay cầu Như Ý hai rồi mọi người. À, rồi đoạn đường mà từ cầu ngoài thành con mọi người chúng ta lên ngang qua làng vẫn thế đập. À, để mọi người được thêm và thăm Huế trong ngày nắng hạ. Em ơi xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Rồi, cho em vui tạm dừng video.
hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. À, tại khu vực này thì có một cái nhà hàng không gian xanh, là câu cá thư giãn, ăn uống mỗi thứ hai là mọi người có thể đến đây vào những dịp cuối tuần. À, không gian xanh trên đường tỉnh lộ 10. Rồi, bye bye, chào mọi người nha.